Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án Lighter Network nha các bạn Thì dự án Lighter là chúng ta khai thác cái đồng mà đó là LTH này các bạn nè Thì đây là một cái đồng mà đang cái tổng công của nó cực kỳ khan hiếm nha các bạn Chỉ có 2,1 triệu cái đồng Lighter mà thôi Cho nên chúng ta khai thác tốc độ khai thác của nó cực kỳ chậm nha các bạn rồi và mình sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất của nó nha các bạn. À, đó là Lighter huy động được hơn 1 triệu USD trong vòng gọi vốn riêng tư giữa sự phát triển bùng nổ của mỏ Lighter. À, đọc tất cả về nó trong bài viết lóc của chúng tôi nè. Thì các bạn bấm vào đây để mà đọc nha. Rồi và đây là bài viết của nó nha các bạn. Đó là Lighter là huy động được hơn 1 triệu USD trong vòng gọi vốn riêng tư trong bối cảnh mỏ Lighter tăng trưởng bùng nổ nè. À, trong một cột mốc quan trọng đối với cộng đồng blockchain Lighter, một blockchain được xây dựng trên máy ảo Ethereum này đã huy động thành công 1 triệu đô trong vòng uh, cấp vốn tư nhân. Thông báo này uh, trở nên nóng hổi uh, ngay sau sự tăng trưởng cấp số nhân của Lighter Miner này các bạn ạ. Rồi thì hiện tại uh, cái số lượng người khai thác uh, tăng đột biến trong hai tuần qua nha các bạn với hơn 150.000 lượt uh, tải xuống này uh, được ghi nhận từ hơn uh, đó là 80 quốc gia nha. Rồi khi mà các bạn vào cái app của nó nè nó cũng thông báo là đã huy động được vốn 1 triệu đô nè các bạn nè Thì thằng này khai thác khá là chậm nha các bạn Tổng cung của nó chỉ có 2,1 triệu cái đồng LTH thôi Cho nên khai thác cực kỳ chậm luôn rồi và nếu bạn nào mà chưa đăng ký cũng như là chưa biết đăng ký, chưa xem video hướng dẫn á thì các bạn có thể click vào phần bình luận để mà xem video hướng dẫn nhà Mình hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi. Thì thằng này cơ chế khai thác của nó cũng 24 giờ chúng ta vào bấm khai thác một lần nha các bạn. Và nó cũng có cái ví nha các bạn. Các bạn có thể bấm vào cái ví nha nhưng mà cái ví hiện tại chúng ta chưa thể nào chuyển nhận được nha các bạn. Nó đang trong giai đoạn phát triển nè và các bạn hiện tại chỉ việc đăng ký thôi và các bạn bấm vào đây nè để mà đi mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn đây các bạn có thể copy cái mã mời nè hoặc là các bạn có thể bấm nút share nè để đi mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn đấy hiện tại cái thằng Thơ chỉ vậy thôi nha các bạn các bạn chỉ việc đăng ký tài khoản và sau 24 giờ và bấm khai thác một lần và đi mời bạn bè để tăng tốc độ khai thác nha rồi và tất cả mọi đường link mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn các bạn có thể click vào để mà đăng ký và tìm hiểu về dự án nha video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.